Rồi mình đang di chuyển theo máy cộ để chạy vô trong nhà các bạn ơi. Cái máy cắt cũng chạy trước nha. Mình cắt xuống phà luôn các bạn. Cũng có dốc gắt kìa. Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Nay thì chia sẻ máy DC105X các bạn ơi. Thì hiện tại đang thu hoạch giống lúa 5451 các bạn. Thì mình được biết thì giá lúa thì 5.000 một ký các bạn ơi. Thì lấy cọc hơi sớm nha. Bữa nay thì giá lên được 5.500 các bạn. Hiện tại máy đang thu hoạch cái miếng ruộng này trồng công các bạn. Vụ ba mà nè, đất cái chỗ này chú chu ruộng làm mà chạy cũng êm các bạn ơi, đỡ lúng nha, mới chắc nước ra nên nó không, đất nó không có bị dẻo các bạn. Trong này lúa hơi sập trước tuần lễ các bạn, chú tu ruộng có một chùm chùm lại ha. Mấy ruộng nãy thì bây giờ chia ra làm hai bên các bạn ơi, cắt bên đó trước nè. Mình đang di chuyển theo máy cộ để chạy vô trong nhà các bạn ơi. Cái máy cắt cũng chạy trước nha. Mình cắt xuống phà luôn các bạn. Cũng có dốc gắt kìa. Mẹ bắp chuối ăn luôn các bạn ơi. Ai, đỡ mấy cắt nó tên gì ạ? Dạ. Chiếc 105X di chuyển tới đây các bạn ơi. Chiếc xuống phà ha.
xà của chiếc máy 105 thì hiện tại đang cập bến các bạn ơi. Cái bến này cũng sát lộ nha, cái bến này cũng dễ xuống các bạn. Nhưng mà chỗ này chiếc phà gỗ nha, cái mũi phà thì nước lớn thì mũi dâng lên cao các bạn. Cái bến này cũng sát mé này, đất chỗ này cũng đẹp các bạn. Rồi giờ anh tài xế đang xử lý chiếc máy 105 mít xuống phà các bạn ơi, chị các bạn cùng đón xem với mình ha. Kỹ thuật luôn các bạn ơi. Rồi giờ là đoàn phà đang di chuyển đi các bạn.